cứu em với. Cảm giác rất là đã các bạn ạ. Ấm quá. Chưa, cái tập lấy quần áo của tớ nhá. Hai người mà chín que cay thì chia kiểu gì? Thế mới cần phải động não. Thôi, để tớ chia cho. Cậu một cái, tớ một cái, cậu một cái, tớ một cái. Còn một cái đây của cậu nhá. Bây giờ lại chia tiếp nhá. Cậu một cái, tớ một cái, cậu một cái, tớ một cái. Này, cậu một cái nhá. Nào, bây giờ lại tiếp này. Cậu một cái, tớ một cái, cậu một cái. Rồi, bây giờ lại cậu một cái, tớ một cái. Khuê rồi. Đúng là chia đều rồi. Nhưng mà tại sao mình còn có mỗi một cái này các bạn? Đều rồi nhá, đều rồi nhá. Mỗi người một cái, mỗi người một cái. Đều thế còn gì nữa. Thôi ngồi đây trông que cay đi. Tớ ra kia muốn nước ngọt. Ăn hết que cay rồi, nào vẫn còn đói quá. Ăn một cái, chắc bố mắt không biết đâu nhỉ các bạn nhỉ. Ngon quá. Ngon quá. Chết rồi, bố mắt sắp về rồi. Mình phải tự làm que cay để trả lại cho bố mắt. Giấy ăn, pha sốt cay. Nó sẵn thế vào đây. Phi sốt cay lên. Thơm đấy. Bây giờ cho vào lò nướng là xong các bạn ơi. Mình không bố mắt gầy. Cốc xe đang làm gì quay cay của mình kia. Bố mắt sắp về thôi. Vừa động đã quay cay của tôi đúng không? Đâu có, vẫn đủ mà. Cũng đủ ấy nhở. Ai thèm làm gì? Mình liệu một đấy. Một mình ăn hết chỗ que cay này á thì đã lắm. Ông que cay nó dai dai và bát bã này nhở. Gì mà như ăn giấy vậy? Cậu làm gì que cay của tớ đúng không? Ai đã làm gì đâu. Cậu mua phải que cay giả rồi lại đổ cho tớ à? Ừ nhờ. Có khi nào mua nhầm que cay dởm không? Để tớ ra mắng cho bà bán hàng một trận. Hey yo! Surrounded by couple all the time. I get I should take it at a time. Được mua hẳn một thùng sữa cun luôn. Thùng cun mới của tỷ phú nhá. Thùng cun này dành cho dịp Tết năm nay đấy các bạn ơi. Này, trong thùng cun này là có cả bao lì xì cơ. Không biết là mình được lì xì bao nhiêu trong thùng cun này nhỉ. Chắc là nhiều tiền lắm. Bao lì xì từ 5.000 đến 500.000 đúng không? Tay bạn bốc á thì chỉ được 5.000 thôi. Còn hơn là người không có lì xì để bốc. Uầy, thời to lời to rồi. Uầy, thơm phức ta. Chưa đến Tết mà đã được lì xì 50.000. 50.000 này tiêu một phát là hết. Thế có muốn đầu tư sinh lời không? Tiền đẻ ra tiền luôn. Đẻ luôn hả? Ừ. Đẻ. Đẻ như nào? Bây giờ nhá, chơi một trò chơi rất đơn giản là đoán con vật và trái cây theo hình ảnh. Có dám chơi không? Thắng thì được 50.000 và thua thì mất 50.000. Có tất cả 4 vòng. Tóc xanh chỉ cần thắng 1 vòng thôi là sẽ được 50.000. Vòng đầu tiên, đây là quả gì? Trời ơi, định đùa với cụ rùa. Nhìn là biết ngay quả gì đúng không các bạn? Đây là quả chuối. Lời sai, đây là quả dưa chuột mà. Cậu đùa đúng là bố má. Vòng tiếp theo đi. Vòng tiếp theo nha. Dễ thôi, đây là con gì? Không cần phải suy nghĩ luôn. Đấy là con chim cánh cụt chứ còn con gì nữa. Cái cánh nó ngắm thấy kia chả là chim cánh cụt. Xuất sắc. Đoán sai 2 lần liên tiếp. Đây là con chó mà.
đây là quả gì? Lừa tiếp chứ gì, không phải quả quýt đâu các bạn ơi, quả dưa hấu đấy, mình đoán là quả dưa hấu. Trời ơi, khó như thế mà cũng nghĩ ra được, nhưng mà đây là quả mèo mà. Oh my god. Bây giờ lại còn có cả quả mèo à. Thấy tội quá à, nên là vòng này tớ sẽ cho cậu cơ hội chiến thắng. Đây là con gì? Chắc lại lừa mình tiếp rồi. Con hươu cao cổ nhưng mà mở ra khi là con khác đấy. Con hươu cao cổ cổ dài như thế. À đúng đúng đúng, chắc chắn là ghét con rắn vào chứ còn gì nữa. Tớ đoán là con rắn. Trời, vòng này đây là con hươu cao cổ thật mà. Là Tết con rồng, đang tính vẽ một bức tranh con rồng để treo trong nhà đây. Vẽ tranh á, sở trường của mình. Để tôi ra. Sời. Mình vẽ trông có khác gì là Picasso đánh đổ cái bô đâu. Đây, bốn mắt thấy nào. Bắn lên, mực lên người với quần áo thôi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Tôi có cách rồi, đợi tôi một tí. A few moments later. Đấy, có quần áo mới. Mấy ngày nữa là Tết rồi, bọn mình đi chơi đâu nhở? Sắp Tết rồi, tớ có ý kiến là chúng mình đi nhà ma. Nhà ma thì liên quan gì? Tớ nghĩ là Tết hôm nay mình phải đi chơi tàu lượn siêu tốc. Ôi ơi, hai cậu nói đến hai thứ đấy mà tớ nghe muốn tiền đình luôn ấy. Đi đâu chỗ nào nhẹ nhàng thôi. Thế thì đi cắm trại. Các bạn ơi, thế thì mình nghĩ ra rồi. Hôm nay chúng mình sẽ làm thử thách cắm trại trên bờ, dưới nước, trên không, theo mệnh giá tiền nhá. Nhưng mà đầu tiên chúng ta phải chọn xem ai là người cắm trại nào đã. Thử xem nhân phẩm của ai tốt hơn nào. Nè, tớ chọn luôn. Tớ sẽ chọn, mong là trên bờ. Trời ơi, trên bờ bị chọn rồi thì bây giờ mình chỉ mong trên không thôi, mình không thích dưới nước đâu. Nặng bài. Trên thì chắc chắn là trên không rồi đúng không? Trên. Trời ơi. Trên nước. Yeah, mình bốc được trên không rồi. Chọn bong bóng để lấy mệnh giá tiền thôi. Màu hồng là một đứa. Mày hoài tay sẵn sàng chưa? Mười nghìn thì mình có thể cắm trại theo phong cách vô gia cư, tức là vừa cắm trại vừa xin ăn. Chứ mười nghìn thì làm gì đủ tiền mua cái gì. Trời ơi, mệnh giá nhỏ đã bị đi rồi các bạn ơi. Không biết của mình là bao nhiêu đây. Không phải một tờ mà là hai tờ. Tốt nhiều. Quả của mình to nhất, có khi trong này có tức 10 tờ 500 ấy chứ. Đúng là 10 lần thật nhưng mà là nhỏ hơn 10 lần các bạn ạ. Các bạn ơi, bây giờ chúng mình sẽ đi lấy hành lý tương ứng với mệnh giá tiền mà chúng mình nhận được nha. Các bạn ơi, bây giờ chúng mình sẽ nhận đồ sinh tồn để cắm trại theo mệnh giá tiền cho ngày hôm nay. Ui, 10.000 mà được thính to đấy kìa, hẳn một cái vali luôn. Đây, cậu dạo này cậu không đi khám mắt hay sao ấy? Con nhìn kỹ chưa? Đây là hành lý 1 triệu của tớ. Cái gì? Thế 10.000 của tớ đâu? Hành lý 100.000 của mình nặng gấp phết đây. Chắc là trong này cũng nhiều đồ xịn. Bây Bảo giờ mình chúng mình sẽ mở hành lý của các mệnh giá ra nha. Cắm trại 1 triệu sẽ có gì đây? Ui, ống nhòm để mình có thể ngắm cảnh. Wow, không biết một chiếc vợt này để làm gì đây ta. Ngoài ra còn có một cái ngăn nữa này các bạn. Trời ơi, thích quá vậy. Ui, thế này á, không lo chết đói rồi.
có rất là nhiều thạch rau câu, tha hồ ăn cho mát luôn. Ngoài ra còn hai loại bánh nhìn ngon kinh khủng khiếp luôn, nhìn mình đã thấy thèm rồi. Nhiều thạch cái này chắc là không ăn hết được đâu. Rồi mình xin mấy cái mình ăn hộ cho. Ui, của ai người ấy ăn, kiểu gì bạn chả có nhiều đồ ăn rồi. Hành lý cắm trại 10.000 của mình không biết có gì nhỉ. Khổ thân, không biết 10.000 có được nổ một cái thạch không ta. Wow, mình có cơm đùi gà này các bạn ơi. Có cả cơm đùi gà, đâu đâu, thèm quá. Đây này, cơm đùi gà này của mình đây các bạn ơi. Kiên chán à? Cơm đùi gà ngon quá, mày quay tới em ăn một mình đi nha. Ui, hành lý 100k của mình trông lạ quá các bạn ơi. Cái này là cái gì? À, cái này là cái mũ để giữ ấm. Trời lạnh thế này nên mọi người chuẩn bị mũ giữ ấm đây mà. Ui, đúng là cái này đội vào vừa ấm mà lại vừa đẹp các bạn ạ. Ấm quá. Anh ơi, anh tha cho em không có gì cả. Có mỗi hộp bánh, anh ăn tạm của em với ạ. Em cảm ơn ạ. Này anh ơi, em gửi anh cơm đùi gà. Mũ này cứ đội vào là được tặng quà. Ôi, thế thì mình phải đội cả ngày thôi. Trước khi vào thử thách, mình làm một túi sữa cu để lấy năng lượng đã các bạn ạ. Hai người kia không có sữa uống chắc là thèm lắm đấy. Có năng lượng rồi. Mình đi dựng lều thôi. Yeah. Trúng rồi. Cái gì? Trúng cái gì đấy? Trúng gì đâu? Em bảo anh vốn mắt trúng gió rồi. Trời lạnh thế này chỉ có trúng gió thôi. Chứ anh đừng có mơ trúng được gì trong thùng sữa. Đến lúc mình trúng nhá thì đừng có mà xin. Thùng cun tỷ phú chắc chắn là cào sẽ có quà nhá. Để mình cào cho mà xem. Tỷ phú trúng rồi. Trúng rồi, xin mày. Ôi giời ơi, trúng gì đây? Bạn tốt của tớ. Sao vào đây hai người bảo là tôi trúng gió cơ mà. Đây nhá, chúc mừng bạn trở thành tỷ phú may mắn. Trúng một máy ảnh cun có ngay luôn. Máy ảnh cun có ngay luôn đây rồi. Lần trước mình còn trúng cả túi cun đa năng Tết tung tăng. Lần này trúng hẳn luôn cả máy ảnh cun có ngay luôn. Chương trình này là chương trình gì mà sao nhiều quá thế anh? Toàn là quà đẹp thôi. Nếu các bạn đã muốn biết thì tôi cũng sẵn sàng trả lời. Đây là chương trình Tết cun tỷ phú nha. Hả? Cái gì? Tức là cứ mua thùng cun là mình sẽ thành người giàu, trở thành tỷ phú hả anh? Trời, đâu có phải cứ tỷ phú là nhiều tiền đâu. Chương trình Tết cun tỷ phú sẽ biến mình thành tỷ phú của những nụ cười, tỷ phú của niềm vui nha. Cứ mua một thùng cun tỷ phú là sẽ chắc chắn trúng một bao lì xì 100% trúng thưởng. Bao lì xì cun cực xinh, nhiều màu sắc, nhiều mẫu, cùng những lời chúc rất hay và ý nghĩa. Trong bao lì xì có thể có tiền lấy hên mệnh giá từ 5.000 đến 500.000. Wow. Hoặc có thể cao tỷ phú chắc chắn nhận được một trong ba phần quà. Đây, quà đây này, túi cun đa năng Tết tung tăng. Wow. Đúng là cun cute lắm luôn nha. Màu sắc thì đẹp bắt mắt này. Trên này toàn là bánh trưng này, hoa mai đèn lồng, nhìn lại biết hết Tết luôn. Chưa hết đâu, có thể kéo xách ra như thế này. Đó, để đeo thành ba lô. Đấy, các bạn thấy mình đeo cute không? À, còn nữa cơ. Không thể đeo thành ba lô thì chúng ta có thể đeo chéo như thế này cũng xinh. Wow. Cho các bạn xem bên trong nha. Đấy, bên trong này có một túi hình chữ nhật để còn được bao lì xì. Lì xì năm nay mình sẽ đựng hết vào trong đây luôn. Có cả dây đeo nữa này, trông cũng rất là xinh nữa. Như thế thì bao lì xì của mình lúc nào cũng mới và không thể mất được. Ui, mình thích cái túi này quá các bạn ơi. Ủa? Túi này là túi của anh mà mấy khoai tây. Trời ơi, không phải của mình mà. Cứ diễn như thật ý. Giới thiệu với các bạn phần quà cực xịn mà mình mới trúng được cái này à. Máy ảnh cun có ngay luôn. Nào, để mình xem máy ảnh của mình nào. Máy ảnh của mình đâu rồi? Ui, trời ơi, cái máy ảnh được chụp lấy liền. Lại còn có cả túi đựng máy ảnh xịn quá. Đeo được luôn nữa chứ. Khi chúng mình mở hộp máy ảnh ra sẽ thấy một cuốn hướng dẫn rủ rỗ, một chiếc phim chụp ảnh lấy liền, một chiếc thẻ nhớ và một cái máy ảnh. Ngoài ra thì còn có bao da và dây đeo nữa. Này, đây mày chụp ảnh cho anh với. Anh này xịn không anh? Ừ, xịn lắm. Đẹp thế. Chụp đi. Để đẹp với anh nhá. Chụp đẹp với nhá. Rồi. Ui, ảnh đẹp quá trời. Đâu, đi xem nào. Trời ơi, ảnh đẹp như thế này thì phải chụp cả ba đứa chứ. Nè, đứng vào đây. Wow. Ui, đi nữa ảnh luôn, ngay lập tức luôn các bạn ơi. Trời ơi, khó quá vậy. Các bạn ơi, ảnh bấm một phát là ra luôn. Mà chỉ cần đợi một lúc thôi nha. Là từ bức phim trắng trắng sẽ chuyển thành ảnh nè. Lên màu thật rồi nè. Nhanh thế mà màu ảnh siêu xinh luôn ý. Các bạn có thể cao và trúng được giải đặc biệt. Đó là iPad cool biết tuốt. Có thể học tập, giải trí, ai cũng mê luôn. Chương trình khuyến mãi
kéo dài đến hết 28 tháng 2 năm 2024. Nhanh tay lên để nhận lì xì. Báo cáo trúng thưởng nha các bạn. 10.000. 10.000 đi xin lèo kiểu gì? Mình đã khách rồi. Không có thứ thể làm khó được mình. Mình sẽ làm một lên công trình vĩ đại. Mình sẽ làm một ngôi nhà thật là hoành tráng. Ai nhìn vào cũng phải thấy bất ngờ và ngạc nhiên. Ok. Ôi các bạn ơi, mình tưởng lèo 1 triệu là phải xịn như thế nào chứ. Ai ngờ lèo 1 triệu công nhận là cũng xịn thật. Nhưng mà mình phải cắm trại dưới nước các bạn ạ. Đằng sau mình là một cái hồ siêu rộng luôn. Ở đây mình cho các bạn xem. Xung quanh có núi nhìn cực kỳ chill luôn ý. Ôi mà mây khoai tây mấy cả bốn mắt đã đi làm lều hết rồi. Mình làm lều trên cây thì hơi khó. Tại vì lều người ta chỉ dựng dưới đất thôi chứ làm sao mà làm trên cây đúng không? Có rồi, mình có một ý tưởng khá là hay. Vừa làm lều trên cây không tốn nhiều tiền mà lại rất là chắc chắn. Vỗ tay! Mọi người bảo với mình là trên đường đi làm lều trên cây á, cảnh vật rất là thơ mộng luôn. Đâu để mình xem nào. Được. Trời ơi, ta bảo là thơ mộng. Em ơi, cầu này á trông như kiểu là 1.000 năm tuổi ấy. Mình sợ là mình đi qua đây là có khi là chưa kịp làm lều cây là mình đã rơi xuống cái suối rồi. Các bạn ơi, thôi có khi là mình từ mình đi về đây thôi chứ. Eo ơi, kinh quá. Đi qua cái cầu này rồi cô còn chưa biết cuộc đời đi về đâu nữa mọi người ơi. Kinh quá. Ui, không biết dưới suối này có cá không nhỉ? Có lẽ nào tối nay mình sẽ ăn cá bắt ở đây. Ui, ui, ui. Ôi giời ơi. Các bạn ơi, mình tưởng nhà trên cây thì trông nó phải lãng mạn chứ. Ui, 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 ui. Cây gì mà nhiều gai thế? Ui. Đây, mình chuẩn bị rất là cẩn thận và chu đáo luôn. Các bạn mà đi ao hồ sông biển thì cũng nên chuẩn bị áo phao nha, và mặc áo phao thật cẩn thận để đề phòng mọi rủi ro có thể xảy ra. Và đây là con thuyền của mình hôm nay. Có khi mình sẽ cởi cái này mang về lều của mình cũng được cái chứ. À, đây cả một cái nhà gỗ. Các bạn hãy chờ đó mà xem công trình vĩ đại của mình nhá. Đây rồi các bạn ơi. Bây giờ mình phải đi lấy thêm. Trời ơi, lần đầu tiên mình xây nhà đấy, cũng hơi vất vả một xíu nhưng mà vui nha. Các bạn ơi, cuối cùng mình cũng đã tìm thấy một vị trí đắc địa để làm mình cắm trại trên cây rồi. Đây, đấy. Nước suối trong thầm thì nhá. Còn ở đây mình đã chọn được 3 cái cây này. Trông rất là phong thủy luôn. Ôi dồi ôi, trời sắp tối rồi mọi người ơi. Thôi thôi thôi. Lều trên cây của mình là sẽ được làm nhá. Hoàn toàn là bằng mang bọc thực phẩm thôi. Ê, chắc là tầm này là mình trèo lên được rồi đấy. Đây. Dết gì ở đây không đấy? Rắn rồi. Các anh rắn rồi. Các anh tha em. Mình thấy hơi bất ổn ý. Nó hoang sơ quá các bạn ơi. Đây, mình sẽ kéo thành 3 cái góc của cái lều bằng 3 cái cây này nhá. Wow, nước khá là trơn đấy. Chỗ này đá hơi trơn. Wow, mình đã lên tàu thành công các bạn ơi. Và bây giờ cái trại của mình đã di chuyển ra rất xa rồi. Nhưng mà mình cũng không sợ đâu, bởi vì đã có một cái dây buộc sẵn ở đây. Khi nào mình cần cứu hộ sẽ có người kéo mình về. Wow, cảm giác rất là đã các bạn ạ.
Cảm giác nó được lềnh bềnh trên nước này, mặc dù hơi sợ một tí nhưng mà rất là phê luôn. Nó bồng bềnh mà cực kỳ chill luôn ấy. Không khí ở ngoài thì rất là trong lành mát. Mình còn nhìn thấy cả cá bơi ở dưới này nữa cơ. Mình chuẩn bị sẵn một cái mái chèo tự chế các bạn ạ. Cần gì có thể chèo vào nha. Đó, chắc là rất ít bạn được cắm trại như thế này đúng không? Wow. Bây giờ mình sẽ cùng các bạn khám phá xem cái vali của mà ban tổ chức phát cho mình, cái lều 1 triệu này sẽ có những cái gì nha. Ta-da! Đây là công trình vĩ đại của mình. Ui dồi ôi, 10.000 và xây được một căn lều này quá là hoành tráng rồi các bạn ạ. Anh tóc xanh và anh muốn mắt làm gì mà xây được một cái lều đẹp hơn của mình. Mình đảm bảo cái lều của mình độc lạ nhất rồi. Ui mọi người ơi, bồng bềnh siêu thích luôn. Bên quang xung quanh của mình toàn là mênh mông sông nước. Trời ơi, chill thực sự. Nè cho mọi người xem, mình sẽ cho mọi người xem xung cảnh, quang cảnh xung quanh luôn nha. Ngồi bên dưới này nhìn mặt nước mênh mông sợ lắm mọi người ạ. Ui, một bên là núi, một bên là hồ. Trời ơi, thích dã man. Chắc là ban tổ chức muốn mình bắt cá đây. Bây giờ mình sẽ bắt cá luôn nha. Một đàn tôm luôn, trời ơi. Oh my god. Trời ơi. Các bạn ơi, hình như đây là một con cua núi các bạn ạ. Cua núi siêu to đã lạc xuống hồ này rồi. Bởi vì ở bên kia là hồ núi mà. Wow, hôm nay mình sẽ được một bữa hải sản siêu ngon rồi. Mình làm xong được cái phần này gọi là phần nền của cái lều rồi đấy. Còn bây giờ là mình làm thêm là mình lát nền nha. Đây này, mình sẽ sử dụng cái này để lát vào. A few moments later. A few moments later. Mình đã xong nhà của mình rồi các bạn ơi. Mình thấy lều trên cây của mình làm xong đâu có khác gì khách sạn 5 sao đâu. Vừa rộng vừa êm. Ôi. Mà ở trong lều á, mình còn có view 360 độ luôn. Ôi nhưng đói quá. Xem có gì ăn nào. Nhẹt. Ui. Ấy. Trời ơi, may sao mà nãy mình lại á có một hộp bánh của bốn mắt cho nè. Bánh ở bên trong nó có nhân sốt kem hay sao ấy. Nhân bên trong của nó là nhân kem các bạn ơi. Ở giữa bánh có một lớp kem rất ngon. Bên ngoài thì ăn như là bánh giống như bánh bao ấy. Ngon. Ăn no xong rồi mình phải gọi mây khoai tây và bốn mắt đến để chiêm ngưỡng lều trên cây của mình. Một kiệt tác thế này tinh hoa hội tụ. Mọi người mà nhìn thấy chắc là thèm thuồng lắm. Đói quá, không biết có cái gì ăn không. À, mình còn trứng gà. Wow. Thôi đây mình sẽ chế biến món trứng gà nướng. Bây giờ mình sẽ phải bẻ cuối ra có nhóm lửa cho cái lửa nó bùng lên. Trời ơi, con gái chân yếu tay mềm quá, ra để anh giúp. Nhìn anh là mẫu đây này. Trời ơi. Ui kho máu của mình. Ui nhiều đồ ăn ngon quá. Ăn thôi ăn thôi. Trời ơi, đều mát rồi. Chỗ thạch này khi nào non mình sẽ đem cua lên, cua và tôm lên bờ nướng. Bữa tiệc BBQ toàn hải sản luôn các bạn ơi. Ôi dồi ôi, trời tối rồi. Mà anh Tóc Xanh đâu rồi không biết. Anh Tóc Xanh ơi. Ôi. Cái gì đấy? Ai nói mình đấy? Ai gọi đấy? Ôi, tối quá các bạn ơi. Đèn của mình không đủ sáng cơ. Mày, anh Tóc Xanh đây mà. Anh ở đây. Trời ơi, sao bao nhiêu chỗ rộng rãi mà không sáng không? Anh không thấy gì trong rừng núi vậy? Trời ơi. Trong rừng mình không thấy chưa? Trời ơi, cái cầu này qua này có an toàn không vậy? Trời cẩn ơi. Cẩn thận đấy, nó bị gãy một ván rồi. Cẩn thận rơi xuống dưới đây. Kèo ơi, cầu lại còn cầu gãy nữa. Đi, leo leo. Mọi người ơi, đi cẩn thận. Trong này có nhiều bé na lắm đây. Mọi người ơi, nhớ để ý đi sát mình nha. Bạn nhẹ chứ.
nhiều vậy trời. Nếu thấy có ai gọi thì đừng quay lại nhé. Ôi. Nhất này có cây ghê quá à. À, cái gì đây? Cái cây. Trời ơi, tại sao mà lại chui vào tận trong này để làm bao nhiêu chỗ đẹp không à. Cẩn thận cây, có gai nè. Đây. Ôi. Mình đã làm xong. Ôi, nhà của anh như cái mặt nhện thật luôn. Đúng mà. Rồi, như là một động bàn tơ các bạn ơi. Động đều trên cây của mình nha. Lè của mình hơi bị kín đấy. Đừng có mà tưởng. Chắc chắn là anh có thể ngồi lên sẽ sập cho mình xem. Trời, anh đã tính toán rất kỹ để chịu được trọng lực của anh. Bây giờ anh sẽ lên. Mình không tin là cái này đỡ được anh tóc xanh. Mình cũng không tin các bạn ạ. Mình nghĩ là nó sẽ tọt mông xuống bên dưới. Vì anh tóc xanh rất là nặng mông. Tọt mông xuống dưới thì cũng không sao. Vì bên dưới có một dòng suối rất mát. Nếu mà rơi xuống suối thì mình là anh tắm suối luôn hả? Làm cầu tắm tóm. Suối bằng đêm. Này này này, đừng có mà đòi mà lên đây ở cùng nha. Nào để mình tiêu em xanh nha, hay là em xanh lên xem nào. Ui ui, nó trúng lắm, nhiều nó sắp sập ý. Sập là anh bắt đền em rồi. Thế rồi làm sao bây giờ? Nhìn mây hoa tây trông cảnh càng cảnh quá mọi người. Mình sợ sập lều của mình mất. Giống con nhện. Yêu tình nhện. Cũng khá chắc chắn, nhưng mà một tự hơi bị lọt tí thôi. Nhưng mà thôi, mình đi ra đây vì nó sắp sập đến nơi rồi. Mình cảm giác là như vậy. Đang nhìn bên từ bên trong ra nó cứ mờ ảo. Nó cứ mờ ảo ảo ấy. Ui. Mình sẽ đăng ký một slot một buổi chiều nào đó mình lên đây nằm các bạn ạ. Rất là mát luôn. Mà đây là còn răng lam thắng cảnh rất là nhiều luôn này. Nhìn thấy chưa, bên dưới này có một dòng suối này. Bé Nam đâu? Đâu bé Nam đâu, bé Nam đâu? Tôi không chạy đây. Cứu. Mình đã kiếm một ít củi rồi. Bây giờ mình sẽ nhóm lửa, còn nướng đồ ăn nha. Hôm nay mình sẽ nấu một món thật là ngon. Món gì đấy? Món gì vậy mây khoai tây? Anh đói quá. Anh, ở lều của anh chẳng có gì ăn cả. Anh đang ở lều anh, kiếm sao anh lại xuất hiện ở đây rồi? Anh sợ bé Na quá nên anh chạy sang đây. Mà em có cái gì ăn đây? Anh đợi một tí, đây là món đặc sản nhá. Em kiếm mãi về đây, không phải là cứ mua ăn là ăn được đâu. Sao được ăn chưa? Anh mở to mắt ra mà xem này, nhìn cho kỹ nhá. Em quý anh lắm, em mời anh ăn đấy. Wow. Mèo ơi, sang lều mấy quay tây mà mình tưởng được ăn đặc sản sơn hào hải vị gì chứ, hóa ra là khoai à. Anh cứ chê đấy, thì anh có ăn không? Có. Thế mà anh nói bé đâu không nhớ, anh bố mắt sẽ ăn hết phần của em với anh đấy. Ôi, hai người vừa nhắc gì đến mình thế? Đâu, hai người chả để ý gì cả, để mình ăn thử xem nào. Như chín rồi đấy. Ôi, ăn thử thì ăn miếng bé thôi chứ. Ừ, chín rồi đấy. Đâu? Mình không tin, chín nhưng mà cẩn thận có độc đấy. Để mình ăn thử xem là có độc không. Hình như là không có độc đâu. Nhưng mà làm gì đã chín đâu. Cái này vẫn còn sống nguyên này. Đâu, sống được mà sống đâu, là ăn nãy chín rồi mà. Chín rõ ràng đấy này. Chín rồi hả? Ờ, hai anh em cũng muốn thử xem nó chín chưa. Cái này á, phải có nhiều kiến thức, phải có kinh nghiệm, trải nghiệm thì mới biết. Ờ, đúng rồi đây, để thử xem. Nãy là ăn miếng đấy còn sống hay chín? Chín, nhưng mà chưa chín kỹ lắm. Nãy tôi thấy kỹ lắm, mềm lắm rồi mà. Kỹ mềm lắm. Mềm chưa? Mềm rồi. Mềm thật không? Thật. Khoai của em. Khoai của em làm sao? Yên tâm đi, khoai của em chín rồi. Thế nhá. Không có độc nữa thôi. Ừ, của anh no rồi, anh đi về đây. Ngập, cảm ơn nhá. Cho các bạn xem khung cảnh bên trong của lều của mình này. Bây giờ thì trời bên ngoài đang rất là tối luôn. Nè. Bạn cho các bạn xem mặt nước nè. Mênh mông bên ngoài tối thui luôn. Trời ơi. Nhưng mà cảm giác cũng rất là yomos. Bây giờ sẽ bóc gà ra ăn luôn nha. Ôi, đói quá rồi. Cánh gà rất là thơm và ngon luôn.
đúng món sở trường của mình rồi. Đây bây giờ mình sẽ ăn hết cái đĩa này. Ăn xong mình có thể thò tay ra rửa tay luôn cũng được các bạn ạ, cực kỳ tiện luôn. Và đặc biệt là cái khu này không có sóng điện thoại rất là chán. Không biết làm gì khác các bạn ạ. Nên là mình bây giờ sẽ đi ngủ sớm luôn các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ hạ cái rèm này xuống nha. Mình sẽ nằm xuống luôn xuống đây để ngủ nha các bạn. Rất là thích luôn ý. Đệm thì êm mà lại còn bồng bềnh nữa. Đêm nay chắc chắn là một đêm ngủ ngon đây. Chúc các bạn ngủ ngon nha. Tức thật chứ anh bốn mắt chứ anh tóc xanh. Ăn no xong rồi đi về nhà của mình ngủ chút. Thôi mình cũng đi ngủ muộn rồi các bạn ạ. Mình nghĩ là mình đi về trước đây, kệ anh.